Tập 19. Chuyện này, cha vợ, ngài cũng biết tính của con gái ngài rồi đấy. Ta có thể cản được quấy ư? Còn một chuyện nữa, ta cũng không dám nói. Tên con đai kia, chút nữa đã giết chết con gái ngài. Cậu nói gì? Ăn nói kiểu gì vậy hả? Có bắt tay, nó làm phản rồi. Ta lỡ miệng, cha, hắn nói dớ dẫn đấy. Không hề có chuyện này, khoan nói đến con, nói cha đi. Cha sao vậy hả? Con bảo Lục Diêm điều tra vụ án mất tích, sao cha lại dính vào vậy? Vụ án mất tích gì chứ? Là linh trùng tác quái. Ngài biết linh trùng ư? Tất nhiên là ta biết. Linh trùng đó còn gây phiền toái cho ta nữa. Dư lão đại chủ, bây giờ Bình Đại Hải bị cục trưởng Bạch nhận định là hung thủ của vụ án Linh Tộc mất tích, hiện đang bị nhốt trong cục cảnh sát. Ta hy vọng ngài có thể nói hết những gì ngài biết, để sớm trả lại sự trong sạch cho Bình Đại Hải. Muốn nói thì ta sẽ nói con gái ta. Ra ngoài. Cha, ra ngoài. Chúng ta phải cứu Đại Hải, cha. Đăng Đăng, không sao. Vậy ta ra ngoài trước. Không phải Lục Diêm, ngươi đừng giận. Ơ kìa, lão Du là như vậy mà. Lát nữa ta sẽ tìm ngươi, ngươi đừng để bụng. Không phải chứ lão Du, cha nói xem cho bao nhiêu tuổi rồi mà còn tùy hứng như thế. Con ngồi xuống. Ta bảo con này, 3 tháng trước Linh Tộc đã đến cầu cứu ta, nói là có người lạc mất rồi. Ban đầu ta còn không để ý, sau đó ta phát hiện người biến mất ở chợ quỷ và cả quanh đô ngày càng nhiều. Có bao nhiêu người ạ? Không dưới 100 người. Có một hôm ta phát hiện ra một linh tộc bị linh trùng cắn nuốt gần hết. Lúc đó cơ thể hắn cực kỳ yếu ớt, thân hình gần như trong suốt. Ta dùng hết kiến thức học được cả đời cũng không thể ngăn cản nguyên năng của hắn tan biến. Trong cơ thể cậu có một thứ đang hấp thu nguyên năng của cậu. Lão Phu không giúp được cho cậu rồi. Xin lỗi nhé. Chợ quỷ, quán rượu Trường Lạc, trùng ta phát hiện ra những vụ án mất tích này không phải bắt cóc, mà là linh tộc tan biến do bị linh trùng cắn nuốt. Thế nên cha đến quán rượu thăm dò. Sau khi đến đó ta mới phát hiện những linh trùng ấy được chủ của quán rượu Trường Lạc bán ra. Nhưng với năng lực của hắn thì chắc chắn không thể nuôi được loài sâu độc này. Thế nên sau khi thăm dò được cách mua, ta liền tìm hiểu ngọn nguồn. Mời. Khách quen, người uống gì? Có rượu không? Khách quan ngày đùa à? Quán rượu mà không có rượu thì sao gọi là quán rượu được? Rượu cao lương, rượu kê, loại hương nồng, loại hương tương, ngài cứ chọn thoải mái. Ta muốn rượu đông trùng hạ thảo, không cần thảo, không cần rượu. Đi. Khách quan, rượu này con người uống vào sẽ say đấy. Xưa nay chỉ bán cho linh tộc, không bán cho người. Đây là quy củ. Muộn rồi, đóng cửa đây. Ngài đi. Muốn bao nhiêu? Năm mươi con. Được, khách quen, ngài đi dạo một vòng bên ngoài, chờ ta chuẩn bị xong hàng. Một canh giờ sau ngài đến lấy. Ta biết hắn không có sẵn nhiều linh trùng đến thế, chắc chắn sẽ tìm người cung cấp hàng để lấy hàng. Thế nên sau khi ra ngoài, ta vẫn luôn theo dõi ở gần đó.
giờ Tí canh ba, cẩn thận kẻo cháy. Rượu tối nay ngon lắm. Giờ Tí canh ba, bình an vô sự. Đi nhé, lần sau lại đến nhé. Đóng cửa mà còn thắp đèn lồng, chắc chắn là ám hiệu liên hệ của chúng. Cũng có thể. Con nói xem, sang thu rồi mà sao còn nhiều mũi thế nhỉ? Ngứa quá, sao vậy ạ? Bên trái, toàn thân đều ngứa. Không liên quan gì tới mũi hết. Ngài nên tắm rửa đi. Cậu ngửi thấy mùi gì hả? Da đầu, da đầu đằng sau. Đỡ hơn chưa? Đỡ rồi chứ. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Kẻ nào vậy mà lại dám giết người? Đừng có chạy, đừng chạy. Một tên chạy đi, lại có thêm một kẻ chạy đến. Ngươi tưởng ta giỏi đối phó đấy à? Cảm giác của ta không hề sai. Mọi chuyện là như thế đấy. Là một người đàn ông mặc áo gió. Rất có thể áo gió hắn mặc cũng xem chiếc áo gió Lục Nghiêm mặc. Hắn nói ta là hung thủ, ta mới phải nói hắn là hung thủ ấy. Cha, cha đừng nói lung tung. Lục Diêm không thể nào làm chuyện như vậy. Con tin hắn. Cha đi tắm đi đã. Con đi hỏi hắn xem. Đừng để tên con lại đó lừa. Đúng là con gái lớn rồi không giữ được. Lại ngứa à? Bên trái, trái, trái. Bên phải, phải, phải. Hay là ngài đi tắm đi. Lục Diêm, Lục Diêm, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng giận. Cha ta vốn nói năng cay nghiệt, thực ra là người rất tốt. Ngươi đừng để bụng. Ta nói ngươi nghe. Không sao. Những lời mọi người nói ta đều nghe thấy rồi. Này, nàng xem cái này trước đi. Sổ sách à? Ta cho rằng không chỉ có một nhà bán. Du lão đại chủ nói 3 tháng nay ông ấy điều tra phát hiện có không dưới 100 người mất tích. Nhưng trong sổ sách này chỉ có thông tin về 10 mấy cuộc giao dịch. Thế nên ta cho rằng trong chợ quỷ còn có cửa hàng khác đang buôn bán linh trùng. Thế nhưng trong chợ quỷ có rất nhiều cửa hàng, cứ tìm thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đèn lồng. Không sai. Nếu đèn lồng là ám hiệu liên lạc của họ, thì tối nay chúng ta cứ đến chợ quỷ tìm một chỗ cao, xem vào giờ Tí cửa hàng nào sau khi tắt đèn lại treo đèn lồng. Chúng ta có thể lần theo manh mối tìm ra nơi bán để trả lại trong sạch cho Đại Hải. Vậy tối nay chúng ta xuất phát. Lão Dương, cha vẫn chưa bình phục, không thể ăn đồ dầu mỡ thế này. Cha đừng ăn nữa, nào ăn bát cháo đi. Nghe lời nào. Làm sao thế? Nếu thêm một cân thịt bò và một lòng bánh bao thì sẽ càng khỏi nhanh hơn. Có phải là còn thêm một cái giò rượu banh đô lâu năm không?
Vậy thì tốt quá. Vẫn thường nói có thịt mà không có rượu chi bằng cho chó. Cha nghiêm túc đi. Bác đây nói cho tìm con có việc. Là việc này à? Có gì? Ngồi xuống nói. Con còn phải đi điều tra án. Về sẽ mang rượu cho cha. Đợi đã. Ta hỏi con nhé. Sao con lại quen tiểu tử họ Lục kia? Con cưới hỏi đàng hoàng mà. Bọn con đã bái đường rồi. Hắn chính là người ở rể Đường Hoàng ở trại Thanh Tuyền chúng ta. Có cưới hỏi đàng hoàng, con còn khoe được nữa. Con có biết người con lấy là tên hung thủ giết người không? Hung thủ giết người cái gì? Ai giết người chứ? Lúc đầu có phải hắn định giết con không? Lão Du, cha đừng lo. Cha xem, chẳng phải con vẫn yên lành ở trước mặt cha sao? Con nói cha nghe, hắn nói trong người con có nguyên đan, muốn giết con lấy đan. Sao lại nói con là thánh nữ Kim Ô, cả ngày bảo vệ con? Thánh nữ Kim Ô cái gì? Con là con gái ta. Con nghe tên họ Lục đó nói linh tinh làm gì? Thật là chuyện đến nước này, cha đừng giấu con nữa. Đúng lúc trong lòng con có rất nhiều chuyện muốn hỏi cha đấy. Con nói đi. Con là con gái ruột của cha và mẹ sao? Tất nhiên rồi. Mẹ con mang thai 10 tháng. Cha cực khổ nuôi con đến ngày hôm nay. Sao lại không phải chứ? Con đừng nghe nói linh tinh được không? Vậy đây là cái gì? Cha là thợ săn, chắc cha phải biết nguyên năng của linh tộc chứ. Con gái à, đây cũng là tên họ Lục kia dạy con sao? Vậy nên những gì Lục Diêm nói là thật. Con là linh tộc. Đăng Đăng à, nếu con đã trưởng thành thì cha sẽ nói cho con biết chuyện trước đây. Năm đó ta và mẹ con gặp con ở gian núi Thanh Tuyền. Chúng ta thấy con một mình ở gian núi nên đã bế con về nhà. Con gái của ta và mẹ con mất sớm nên chúng ta đã quyết định nhận nuôi con. Từ đó về sau, lúc ngủ con cũng ở trong lòng ta, đặt xuống là khóc. Bế thì con sẽ vui, con sẽ cười. Con ăn rất khỏe. Bao nhiêu năm nay cha vẫn giấu con vì muốn con có thể bình an trưởng thành, lập gia đình. Con bảo mà, vì sao con lại khỏe hơn người khác? Con ăn khỏe hơn người khác chứ. Cha còn toàn bảo con là một đứa ngốc chết đói đầu thai nhầm. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nhận tên họ Lục kia, không nhận cha nữa rồi. Ai nói con không nhận cha chứ? Lão Du, cha đừng lo. Mặc kệ con là linh tộc hay là thánh nữ gì đó, Du Đăng Đăng đời này mãi mãi là con gái ruột của cha. Đời này con bám cha chắc rồi. Cha tin. Cha tin. Ha ha ha.
Lão Du, làm sao thế hả? Có bẩn hay không? Được rồi, hỏi rõ ràng rồi. Con phải đi đây. Con phải đi điều tra án. Con gái, con bảo tên họ Lục kia đi là được rồi mà. Cô đi làm gì nữa? Vậy thì không được. Hắn là chồng hai con lấy về. Hắn đẹp trai như thế, ngộ nhỡ bị người khác lừa mất thì làm thế nào? Con còn phải đưa hắn về trại Thanh Tuyền nữa. Hơn nữa, Bành Đại Hải là đồ đệ của con, bổn đại chủ phải đích thân đi cứu hắn. Đừng lo lắng nữa Lão Du, con còn hứa với họ phải cứu bà Út nữa. Chẳng phải trước đây cha đã dạy con, cửa ải khó vượt, vẫn sẽ qua. Bước đi khó đi, vẫn sẽ bước. Con đi nhé, đi đi, nhớ về sớm nhé. Vâng. Lần này đến chợ huyện, đừng tùy hứng như lần trước nữa. Yên tâm đi, lần này nghe lời ngươi hết. Đại Thiên, ta không nhìn nhầm chứ? Sao lại là Đại Thiên? Vĩnh Gia Lý. Đại Thiên ca, Đại Thiên, chúng ta chuẩn bị hành động thôi. Ngươi nói ta nghe thử, binh lực và trang bị của Bạch Phủ mà ngươi nghe ngóng được đi. 40 tên cảnh sát, 80 khẩu súng trường, 20 khẩu CK-11, 300 quả lựu đạn. Chúng ta thì sao? Chúng ta có 15 huynh đệ, 3 khẩu súng, 12 thanh đao. Ngươi đếm thiếu rồi. Cái này của ta là que còi lửa à? Bảo kiếm này của ngài vác từ trên núi xuống dưới núi, cũng chưa từng thấy nó được rút ra khỏi vỏ. Người của Bạch Phủ vác toàn là súng đấy. Bảo kiếm này là của ngài cũng có là gì đâu. Hay là thế này đi, chúng ta xông vào đánh cho họ trở tay không kịp, có lẽ còn có 50% cơ hội thắng. Phải, không sai, đúng đúng. Đừng còn mau nữa. Các ngươi đều phải học hỏi. Nhớ kỹ, đừng suốt ngày nghĩ tới việc dùng sức, phải dùng đầu óc. Hiểu chưa? Mặc áo chống đạn ta tự may đi. Tất cả nhanh lên. Cái này tốt, ngài xem. Đây gọi là đầu óc. Đúng vậy, đây là ta tự tay làm. Có chắc chắn được không? Được quá, được quá. Có lúc ta cũng muốn đại mình luôn. Ta thật có tài. Có tài quá. Mặc xong chưa? Mặc xong rồi. Được, đi, 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 đi. Cha hai, Đăng Đăng, Đại Đương Gia, Đại Đương Gia, sao chưa vào cứu con đã ra ngoài rồi? Đúng vậy, sao mọi người đều đến cả thế? Chúng ta đến cứu cô mà. Phải đấy, đúng vậy. Các con đến Bình Đô cũng không báo tin. Ta nghe nói các con đã bị truy nã. Đúng vậy, bị giam ở Bạch Phủ, nên chúng ta đến cứu con. Chẳng phải con vẫn đang yên lành đây sao? Hơn nữa, con tìm thấy cha con rồi. Lão đại chủ à, ông ấy đâu thế? Bây giờ đang ở Bạch Phủ, nhưng một hai con không nói rõ được. Thế này đi, cha hai, cha đến Bạch Phủ trước, tìm người thông báo với có Bắc Tây. Bây giờ hắn đi gớm lắm. Hắn là con rể tương lai của Bạch Phủ, rất có thể gì. Vậy sao? Các huynh đệ khác về trại trước đi. Đợi ta sai khiến, đừng bắt chúng ta về nhà. Bảo các ngươi làm gì thì làm đi. Sao nói nhiều thế hả? Dạ, suốt ngày không chịu nghe lời. Được rồi, chúng ta cũng phải đi thôi. Được, con còn việc quan trọng phải làm. Con đi trước. Con phải chú ý an toàn đó nha đầu. Cẩn thận chút. Cha yên tâm đi. Đại Đương Gia, chú ý an toàn. Cẩn thận đấy. Đại Đương Gia, cô từ từ thôi. Cô phải cẩn thận đấy. Chú ý an toàn. Đừng làm ồn nữa, đừng làm ồn nữa. Ồn ào gì chứ? Đừng ồn ào. Đừng đứng được ở đây nữa, khóc mất. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mất công đến. Về, về, về. Đi mau, đi mau. Mau lên, mau lên. Bên này, bên này. Đi. Bên này, bên này, bên này. Được, đi thôi. Vẫn chưa có đèn lồng sáng lên à? Vẫn chưa, ta đang theo dõi. Suy đoán của chúng ta sẽ không sai đâu nhỉ? Đợi thêm đi. Ngươi lại đây ngồi đi đã. Vâng. Tiên sinh, chủ nhân, hai người hòa hợp lắm. Hai người thật xứng đôi, rất có tướng phu thê.
Ta thích nghe câu này. Ngươi nói rõ hơn đi. Cô xem. Chủ nhân phong lưu phóng khoáng, tiên sinh thì ôn tồn lễ độ. Đừng thấy tính cách. Ngươi làm gì thế? Để hắn nói đi. À, ba vị khách quan. Ba vị khách quan, xin lỗi, bọn ta phải đóng cửa thật rồi. Chẳng phải người ta nói có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ sao? Đến đâu cũng vậy thôi. Lấy thêm một cân rượu trắng thượng hạng. Khách quan, thật sự không được đâu. Bọn ta đã thu dọn sạch sẽ rồi, thật sự phải đi rồi. Bọn ta chỉ... Đăng Đăng, chúng ta đi thôi. Đi nhé. Khách quan đi thông thả. Đừng lơ là, không chừng là cải trang thay đổi diện mạo. Bọn buôn linh trùng này cũng gian xảo quá đi. Vậy mà lại lợi dụng trẻ con để làm buôn bán thất đức này. Kẻ thông minh giấu mình nơi thành thị. Hoạt động mua bán linh trùng này đã khiến cả nửa thành quanh đô hoảng hốt. Điều duy nhất có thể đảm bảo sẽ không bại lộ chính là đi ở bóng tối dưới ngọn đèn này. Tiệm thuốc này còn mở ở nơi lượng người qua lại đông nhất, thậm chí còn dính líu tới trẻ con. Ta có cảm giác đây không phải cách mà một mình hắn có thể nghĩ ra được. Chờ bắt được hắn phải hỏi cho rõ ràng. Ta lại muốn xem thử chúng giở trò gì. Đến vội vã đi cũng vội vã. Hầu tiên tử lên thiên cung, muốn xin hắn gửi ít gió để cái oi bức bay đi. Đi. Hắn còn ở trong. Chuẩn bị vũ khí. Lên, lên. Chạy đâu hả? Dám chơi ta à? Tiên sinh, Lục Diêm đâu? Chua me đất, nhục thun dung, tim sen. Trốn đủ lâu đấy. Ban nãy ngươi bán gì vậy? Tiệm thuốc thì tất nhiên là bán thảo dược cứu mạng. Tiên sinh, không ngờ đằng sau tiệm thuốc lại nối liền như một nhà kho lớn thế này. May mà ngươi phát hiện kịp thời. Sai thật thì ta còn có thể tha mạng cho ngươi một lần. Ta không biết ngươi đang nói gì. Các ngươi ức hiếp dân lành, có còn dư pháp không? Ngươi bán thuốc độc ăn vào chết người, sợ quan hồn bám theo nên mới chạy chứ gì? Hay là thế này, chúng ta trói hắn về tra hỏi kỹ càng. Tiên sinh, chủ nhân, hay là chúng ta về xem, biết đâu linh trùng còn ở trong tiệm thuốc. Có lý. Tiệm thuốc cháy rồi, mau đến dập lửa. Người đâu? Mau đến dập lửa. Người đâu? Mau đến đây. Cháy rồi. Người đâu? Tiên sinh, chúng ta mau dập lửa đi. Không cần đi. Đưa hắn về Bạch phủ. Người đâu? Mau đến đây. Người đâu? Mau đến đây. Dập lửa đi. Mau đến dập lửa. Người đâu? Mau đến đây.
cháy rồi, cháy rồi. Thập Thất, hôm nay là sinh nhật con, lại thêm dụ án của cha cũng sắp phá được rồi. Hôm nay là ngày lành hay là nhân ngày tốt? Quyết định hôn sự của con và cô bắt tay đi. Không, cha, chuyện này chúng ta không vội, không vội. Sao lại không vội rồi? Cha nghe nói cô bắt tay suốt ngày đi với đám người ở giường phía Tây, cũng không biết cậu ta nghĩ thế nào. Có phải cậu ta lạnh nhạt với con không? Không không, trong lòng con không vui, thế nên không muốn kết hôn với cậu ta. Ta gọi cậu ta tới nhắc nhở nhé. Cha, con nói thật với cha vậy. Cố bắt tay có người trong lòng rồi. Cố bắt tay, thằng nhóc này đúng là có mắt như mù, không biết tốt xấu. Cố bắt tay, Bạch Thập Nhất, Quỳnh nói trước đi, cô nói trước đi. Vậy thì ta nói trước. Thập Thất à, tuy hai chúng ta đã có hôn ước từ bé, nhưng ta và Đăng Đăng cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô ấy đã ở trong lòng ta quá lâu, ta không thể chứa nổi người khác. Xin lỗi cô, ta đã nói chuyện hủy hôn với cha cô rồi. Cảm ơn cô đã giúp ta. Không cần cảm ơn ta. Hơn nữa huynh không có gì phải xin lỗi ta cả. Huynh giống ta, chỉ là người dễ dùng trong mối tình vô vọng mà thôi. Hơn nữa ta nghĩ cảm giác trong lòng chứa một người rất tốt. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Bạch Phủ, cô hãy quên ta đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu ta không quên được thì sao? Sao lại thế được? Cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ta chỉ là kẻ thua lỗ. Lâu dần cô sẽ từ từ quên thôi. Giữ sức khỏe nhé. Được được, cảm ơn, mời vào trong. Nào nào, mời vào trong. Đến rồi, chúc mừng, chào mừng, chào mừng. Mời vào trong, mời vào trong. Lưu lão đệ, cảm ơn, chào mừng, chào mừng. Mời vào trong, chúc mừng. Cảm ơn đã đến. Cấm cửa quậy lung tung, ở yên đó. Đưa xuống. Mời vào trong. Cảm ơn. Đứng yên. Cảm ơn. Vào trong trước đi, ngoan ngoãn chút đi. Không phải chứ, cục trưởng Bạch, nữ anh hùng, như thế này không hay cho lắm. Đây là tiệc sinh nhật của con gái ta, khách quý đều đã đến cả rồi. Cô làm vậy là có ý gì? Phá rối sao? Aham, Loài gì vậy? Hắn là linh tộc tay dài. Bọn ta phát hiện ra hắn có liên quan tới mua bán linh trùng. Những vụ án mất tích ở trong thành chắc chắn cũng có liên quan đến hắn. Tin này trông thú vị đấy. Thỏ không ra thỏ, lừa không ra lừa. Bộ trang trông đẹp đấy. Đứng yên. Được rồi, bái phục bái phục. Lần này cô đã lập công lớn rồi. Đương nhiên rồi, cục trưởng Bạch. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Bạch tiểu thư, cộng thêm với việc ngài phá được vụ án quan trọng. Đây là trên đầu phượng hoàng cài thêm hoa mẫu đơn, đã tốt lại càng tốt hơn. Vậy ngài xem, đồ đệ Bành Đại Hải của ta có phải là thả không nhanh như vậy đâu. Cô xem, chứng cứ đâu? Đúng không? Lời khai đâu? Bắt cả người về đây rồi, còn sợ không lấy được lời khai sao? Người đó cũng là do các cô tự bắt mà.
Lỡ như cô bắt bừa một người trên phố, không phải là ta không tin cô đâu. Chủ yếu là lời nói không có bằng chứng. Huyện trưởng cũng đang ở trong kia. Ta báo cáo huyện trưởng mà chất vấn thì ta không biết giải thích thế nào. Vậy chẳng phải là như trò đùa hay sao? Đương nhiên là không phải không có bằng chứng rồi. Nếu tên Linh tộc tay dài này là tội phạm quan trọng, muốn làm cho hắn khai ra thì nhất định phải thẩm vấn. Sở dĩ bọn ta đưa hắn đến Bạch Phủ chính là vì mong cục trưởng Bạch có thể cung cấp cho bọn ta một nơi để thẩm vấn. Vậy thì bọn ta mới có thể tra hỏi rõ ràng đầu đuôi của cả vụ án. Đúng vậy. Cục trưởng Bạch, ngài cũng đã lo nghĩ nhiều ngày, khó khăn lắm mới tìm ra được một nhân chứng, thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng chứ. Hắn là do bọn ta bắt về, bọn ta tra hỏi cũng tiện hơn. Ngài yên tâm đi, bọn ta sẽ cố gắng giao cho ngài cả nhân chứng và vật chứng trước khi tiệc sinh nhật kết thúc, sẽ giúp ngài nở mày nở mặt trước huyện trưởng và các khách quý. Ta hiểu rồi, chỉ là tìm một nơi để thẩm vấn phạm nhân thôi mà. Bạch Phủ rộng lớn như vậy, cứ chọn thoải mái, thẩm vấn thoải mái. Còn nữa, bây giờ ta sẽ đưa đồ đệ đại hải của cô ra khỏi nhà giam, tiếp đãi ăn uống thật đàng hoàng. Cô cứ yên tâm đi, chỉ cần cô lấy được chứng cứ, huyện trưởng chấp nhận áp giải tên phạm nhân này lên xe tù ổn thỏa, thì ta sẽ giao lại đồ đệ cho cô một cách lành lặn. Cục trưởng Bạch, lần này ngài sẽ giữ lời chứ? Cục trưởng, cô nói gì vậy chứ? Ta có bao giờ không giữ lời đâu. Cục trưởng, người trong giang hồ chúng ta coi trọng. Cục trưởng, khách đã đến khá đông đủ rồi ạ. Huyện trưởng đại nhân cũng đã ngồi xuống rồi, đang đợi ngài và chủ trì. Nữ anh hùng, vậy ta vào trong trước đây, lát nữa nghe theo lời dặn dò của nữ anh hùng. Cô ấy muốn gì thì đáp ứng cho cô ấy, biết chưa? Vâng cục trưởng, đi nhé. Mấy hôm trước, mấy bảo bối này của ta không có chỗ dùng, nên cảm thấy rất tiếc. Không ngờ là lại bắt được con cá lớn nhà ngươi. Coi như ngươi xui xẻo. Nói, giao dịch đằng sau linh trùng rốt cuộc là do ai sai khiến? Cá với trùng cái gì? Ta nghe không hiểu. Các ngươi bắt dân lành ngay giữa phố, có còn dương pháp hay không? Vẫn cứng miệng phải không? Được, ta muốn xem thử là miệng của ngươi cứng hơn hay là cây roi nhúng nước ớt của ta cứng hơn. Có nói không? Nói, nói đi. Có nói không? Ta chỉ kinh doanh tiệm thuốc bình thường thôi. Linh trùng gì đó, ta thực sự chưa từng nghe bao giờ. Vẫn không nói đúng không? Được, là ngươi ép ta dùng tuyệt chiêu đấy. Cô bắt tay. Đến rồi đây. Tay dài vậy sao? Ta còn thắc mắc tại sao cô lại bảo ta mượn cục trưởng Bạch thứ này. Xem ra là có kịch hay để xem rồi. Cô muốn làm gì? Cô đừng có làm bừa. Chẳng phải tai ngươi rất thính sao? Ta cho ngươi thính này. Nói đi. Vẫn không nói đúng không? Cố bắt tay. Đây. Đây. Nào. Có nói không? 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 Nói không? Nói không? Nói đi. Nói. 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 Ta nói. Nói. Ta nói. Dừng lại. Nói đi. Ta, đúng là ta có nghe nói có người mua bán linh trùng ở chợ quỷ, nhưng mà không liên quan gì tới ta cả. Ta bán thuốc đàng hoàng. Các ngươi, có phải là các ngươi bắt nhầm người rồi không? Tiên sinh, tiệm thuốc đó bị lửa thiêu rụi rồi, chúng ta cũng không có chứng cứ rõ ràng. Liệu có phải thực sự đã bắt nhầm người không? Chắc chắn là không bắt nhầm người. Hơn nữa, không phải là chúng ta không có chứng cứ. Linh trùng. Tiệm thuốc thông thường bày bán thuốc rất coi trọng sự gọn gàng ngăn nắp. Những loại thuốc thường dùng và trọng lượng nhẹ như đương quy, bạch thược, xuyên khung sẽ được để ở giá trên. Còn những loại thuốc trọng lượng nặng như lông cốt, nhựa đàn hương, sơn tra, phật thủ, hào, xà cừ ở vị trí giá giữa và dưới.
cuối cùng là để những loại thuốc chất xuất nhẹ và lượng sử dụng lớn ở tầng dưới cùng. Ví dụ như thông thảo, lá dâu tầm. Cách bày biện như vậy là để tiện cho lúc bốc thuốc. Trong tiệm thuốc, ngoài tủ đựng thuốc ra, muốn tìm một không gian khác có thể giấu lượng lớn linh trùng không phải chuyện dễ. Vừa nãy khi ở trong tiệm thuốc, ta phát hiện ra thuốc trọng lượng nhẹ được để ở tầng dưới cùng, nên đã suy đoán rằng có người đã tráo thuốc nó ở tầng trên và tầng dưới. Chắc chắn là đã tráo đổ thứ gì đó, không thể để cho ai biết, lên tầng trên cùng để làm cho linh trùng khó bị phát hiện ra. Không hổ là người mà Du Đăng Đăng ta thích, quả nhiên là lợi hại. Chứng cứ rành rành ra rồi, còn muốn giở trò gì nữa sao? Chẳng qua là ta chỉ thuê mấy đứa trẻ con mua bán linh trùng để kiếm sống thôi. Người khác được mua mà ta lại không bán được sao? Kẻ đứng sau sai khiến ngươi là ai? Ta chỉ muốn phát tài thôi, cần gì có ai sai khiến. Vừa nãy tiệm thuốc cháy lớn đã chứng thực cho suy đoán của ta. Giao dịch linh trùng không phải do một mình ngươi làm. Cho dù ngươi không nói, thì kẻ đứng sau sai khiến ngươi cũng chưa chắc đã bảo vệ cho ngươi. Cần gì phải chịu khổ như thế? Hơn nữa, cảm giác trong cơ thể có linh trùng không dễ chịu đúng không? Ngươi nói ra thì ta có thể cứu mạng ngươi. Ngươi không cứu được ta đâu. Trùng Dương. Là Trùng Dương. Trùng Dương gì cơ? Nói tiếp đi. Hắn ta là người chỉ đạo bọn ta. Ta chỉ biết là chỉ cần khoảng cách đủ gần thì hắn có thể điều khiển tất cả linh trùng. Hắn bảo vật chủ đi về hướng đông thì vật chủ sẽ không thể đi về hướng tây, giống như là chủ nhân của đám linh trùng này vậy. Vậy nên bọn ta đều gọi hắn là Trùng Dương. Ta đã bị hạ linh trùng nên không thể làm trái được. Có thể tìm được hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Mấy hôm trước một tên thuộc hạ bị chết. Ta nghe nói là vì vi phạm quy tắc bán cho linh tộc, không bán cho người, đã bị Trùng Dương diệt khẩu. Những người bán linh trùng như bọn ta cũng chỉ là hạng tay sai thôi. Loài người đến ma quỷ cũng phải sợ như vậy. Bọn ta tránh còn không kịp. Chỉ có già mà không có ra. Lấy linh trùng ở đâu ra? Tự dưng sinh ra hay sao? Người cầu kết với Trùng Dương, sao có thể chưa từng gặp hắn chứ? Đã từng gặp hay chưa từng gặp, nghĩ lại cho kỹ đi. Đại nhân tha mạng. Đúng là ta đã từng gặp, nhưng bà ta không hề biết gì về những điều ngài hỏi. Hắn chỉ xuất hiện trong lúc giao hàng. Lúc đến, hắn mặc áo choàng, không nhìn rõ mặt. Chỉ biết là khi hắn bước đi sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ, vô cùng quỷ dị. Những chuyện khác ta thực sự không biết. Ta thấy hắn khai cũng gần hết rồi. Hay là giao hắn cho cục trưởng Bạch để cảnh sát xử lý hắn. Tiên sinh, sao ngài biết trong cơ thể của linh tộc tay dài có linh trùng? Lúc ta mới bắt được hắn, phát hiện cổ hắn co giật, giống với triệu chứng lúc phát tác của những động vật ở đây. Trùng Dương này cũng ghê gớm quá, không chỉ có thể hút linh lực mà còn có thể khống chế người bị hạ linh trùng. Cho chúng ta cứu Đại Hải ra trước, rồi lại đi gặp hắn, không thể để hắn làm hại người khác nữa. Được, ta thấy chuyện này không. Cha hai, Đăng, để cho hai xem nào. Con gầy rồi. Cha làm lố quá đấy. Một ngày không gặp mà gầy rồi à? Thì đúng thế mà, gầy rồi. Con nói cho hai người một tin tốt. Tin tốt gì? Bọn con bắt được một tên linh tộc tay dài. Chờ giao hắn cho banh cục trưởng Bạch cứu Đại Hải ra, chúng ta sẽ đưa hắn đi ăn một bữa tử tế, cho xuôi giận xuôi. Sau đó chúng ta nhanh chóng về trại Thanh Uyên. Cha cả của con cũng lâu lắm không về trại rồi. Đến lúc về nghỉ ngơi rồi, cuối cùng cả nhà chúng ta cũng được đoàn tụ. Nghe con gái. Đăng, mọi người về trại Thanh Tuyền trước. Ta ở đây thêm vài ngày, chờ ta tra rõ chuyện linh trùng rồi sẽ về trại Thanh Tuyền tìm nàng. Tìm gì mà tìm? Trại Thanh Tuyền là nơi ngươi muốn đến thì đến sao? Bọn trẻ nói gì nhà ông làm gì vậy? Im miệng, vừa nói thế nào hả?
Từ nay trở đi, ngươi và Đăng Đăng đường ai nấy đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi còn dám ức hiếp Đăng Đăng, động vào một sợi tóc của con bé nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cha, con đã nói với cha rồi, đó là hiểu nhầm. Sao cha hiểu nhầm gì chứ? Trước đây nó còn muốn giết con, sống chung cả đời với hạng người như thế, nguy hiểm như nào. Đúng lúc hôm nay mọi người đều ở đây. Nào, giết Khô Thư cho ta.